Xin chào tất cả các bạn học sinh khối 11 của trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong. Cô đại diện tổ ngữ văn của trường mang đến cho các bạn học sinh khối 11 một chuyên đề giúp các bạn ôn tập trong những ngày nghỉ ở nhà tránh dịch Covid-19. Đó là chuyên đề rèn luyện kỹ năng viết đoạn văn nghỉ lớp 6 200 chữ. Chúng ta cùng vào nội dung bài học. Hãy lấy giấy bút ra ghi lại những điều cô lưu ý và khắc nhớ vào trong tâm trí của mình. Và khi làm bài tập lấy nó ra, đừng để mình sai sót nữa. Lấy điểm tuyệt đối của giám khảo câu nghỉ lớp 6 200 điểm này. Một số yêu cầu chung, cô đưa ra 5 nguyên tắc khi làm đoạn văn nghỉ lớp 6 200 chữ. Các bạn hãy cố gắng nhớ và đảm bảo được 5 nguyên tắc này để mình có điểm tốt nhất. Nguyên tắc số 1, đó là hãy phân đoạn văn của mình ra làm hai cách. Cách thứ nhất, viết đúng và đủ. Viết thứ hai, sâu và hay. Đúng là đủ tức là sao? Đủ ý, đủ bước, đủ những yêu cầu căn bản nhất. Sâu vào hay tức là đưa vào những bình luận, những quan điểm, những tư tưởng sâu sắc chạm đến trái tim người đọc. Vì là đoạn văn nghị luận xã hội mà nguyên tắc của đoạn văn được đánh dấu là từ khi viết qua đầu dòng đến mức chấm, cho nên các bạn tuyệt đối không được xuống dòng. Đây là sai sót các bạn thường xuyên mắc phải khi viết đoạn văn nghị luận xã hội, rất đáng tiếc. Hãy nhớ nhập tâm vào khi làm bài, đừng xuống dòng. Nguyên tắc số 3, vì chỉ có 200 từ, tức là nó khoảng 2/3 tờ giấy thi, khoảng 25 dòng, cho nên hãy viết đúng và trúng vào đề với lý lẽ gọn gàng, dẫn chứng ngắn gọn và rõ ràng. Và nguyên tắc số 4, chia một khoảng thời gian hợp lý để làm câu nghỉ lớp 6 200 chữ, để dành thời gian làm những câu còn lại trong bài. Và văn chương mà bao giờ cũng thế, điều gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim. Ở phần cuối của đoạn văn nghỉ lớp 6 hôm này, hãy viết một bài học chân thành, cụ thể và sâu sắc để ghi điểm tuyệt đối với giám khảo. Chúc các em có một cái bài viết đoạn văn nghỉ lớp xã hội thật hay, thật sâu sắc, có điểm thật cao. Chúng ta bước vào phần thứ hai, đó là phần yêu cầu về nội dung khi viết đoạn văn nghỉ lớp xã hội 200 chữ. Bước thứ nhất, mở đoạn. Nó là mở đoạn vì nó không phải bài văn, cho nên chúng ta cần phải có một cái thao tác, đó là ngắn gọn, hấp dẫn, giới thiệu được vào vấn đề cần bình luận. Có một sai sót mà cô thường gặp khi chấm bài của các em, đó là các em không giới thiệu trúng vào vấn đề. Cô thường hay nhắc nhở học trò của mình là khi đọc đề, hãy bỏ đi những cái từ mang tính chất yêu cầu và đưa được cái phần nội dung chính của đề vào trong phần mở đoạn. Thế cũng đã là tốt lắm rồi. Hãy lưu ý dùng cho cô. Mở đoạn chúng ta có hai cách. Một, mở đoạn trực tiếp, tức là đi thẳng vào vấn đề cần bình luận. Hai là hình thức thứ hai, đó là dẫn dắt. Vậy thì tùy vào năng lực của các bạn, hãy lựa chọn cách mở đoạn tốt nhất cho bản thân mình, nhưng nhớ đừng quá mất thời gian ở phần mở đoạn. Phần thân đoạn, các bạn lưu ý dùng cho cô. Bước đầu tiên, dù là vấn đề đấy là tư tưởng đạo lý hay hiện thực đời sống, thì bạn đều phải trải qua bước giải thích. Bạn sẽ đọc đề và gạch dưới những từ khóa, giải thích từ, cụm từ và câu, và xác định rõ cho cô cái vấn đề đấy khuyên nhắn nhủ chúng ta phơi bày thực trạng như thế nào. Đó là bước chung cho cả vấn đề về hiện thực đạo lý hoặc là tư tưởng đạo lý hoặc hiện thực đời sống. Và phần phân tích, cô chia ra cụ thể. Ở phần thứ nhất, tư tưởng đạo lý, các bạn sẽ trải qua 4 câu. Nhắc nhớ 4 câu này và áp dụng vào bài. Cô hỏi vì sao, tại sao lại có vấn đề đấy? Vấn đề đấy có ý nghĩa như thế nào? Làm thế nào để thực hiện? Để làm gì? Chú ý dùng cho cô đối với tư tưởng đạo lý. Còn đối với hiện tượng đời sống, chúng ta trải qua những bước như sau. Biểu hiện, thực trạng, nguyên nhân, tác hại, tác dụng và giải pháp. Chú ý dùng cho cô. Đó là 5 thao tác phân tích về hiện thực xã hội trong một đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ. Cũng ở phần thân đoạn, thao tác chung cho cả tư tưởng đạo lý hoặc hiện thực xã hội, đó là thao tác chứng minh. Lựa chọn một dẫn chứng phù hợp và thú vị, mỗi dẫn chứng tóm gọn trong 3 dòng có chút ý. Điều này các bạn cần lưu ý, có một sai lầm mà các bạn thường mắc phải trong quá trình làm đoạn nghị luận xã hội là, một, đó là các bạn lựa chọn cái dẫn chứng nó không phù hợp, không thú vị. Dẫn chứng có thể đúng nhưng nó thực sự nhàm chán. Và hoặc có những bạn mang quá nhiều dẫn chứng ở trong một cái đoạn ngắn như thế này, điều đó là không nên. Thì duy nhất lựa chọn một dẫn chứng, và nhớ sau khi trình bày phân tích dẫn chứng hãy chốt ý, đừng chỉ nêu dẫn chứng ra và để đấy thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Vẫn là ở phần thân đoạn, các bạn hãy đưa ra bài học, nhận thức và hành động, điều này vô cùng quan trọng. Mọi người chú ý cho cô là cần nên phải được lựa chọn một trong một ý này để chốt lại bài học, nhận thức, hành động.
đọc. Và bản thân sẽ là một cái sinh viên bước vào giảng đường đại học trong tương lai, tôi thiết nghĩ hành trang mà mình cần mang theo là một người trẻ năng động trước thời kỳ hội nhập. Tôi luôn tự nhắn nhủ mình rằng như vậy là ở cái phần bài học này, các bạn chú ý cho cô có hai là đối với bản thân mở rộng ra đối với vị trí, vai trò và trách nhiệm đối với xã hội. Chúng ta là những người trẻ hãy nghĩ rộng sâu ra, nghĩ tới vai trò trách nhiệm của chúng ta đối với tổ quốc, đối với nhân dân, chứ đừng chỉ đối với bản thân mình mà thôi. Đó là bài học nhận thức. Vậy thì chú ý phần kết đoạn cũng tương tự như phần mở đoạn, hãy chú ý ngắn gọn, chốt được vấn đề và tạo một dư âm với giám khảo. Đó là ba thao tác cho một đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ: mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn. Ở đây cô làm thao tác sơ đồ hóa nội dung kiến thức để các bạn khắc sâu hơn. Một, dẫn dắt vấn đề nghị luận. Hai, giải thích từ khóa, chỉ ra các phương diện của vấn đề, kết hợp trình bày dẫn chứng làm sáng tỏ, mở rộng theo kiểu hồi quy thấm thía hơn về vấn đề chính, từ điểm nhìn thấu suốt, liên hệ bản thân cùng bài học nhận thức và hành động. Hãy lưu ý, nó nhìn qua thì có vẻ phức tạp, nhưng đưa vào cụ thể, quay trở lại cái bài giảng của cô lúc nãy thì các bạn thấy đây, từng câu hỏi cô đưa ra ở mỗi vị trí trong đoạn nghị luận xã hội, suy nghĩ cách trả lời câu hỏi đấy, tức là đã hình thành bài. Như vậy cách viết đoạn một đoạn phát nghị luận xã hội 200 chữ sẽ không còn làm khó các bạn nữa. Khi các bạn trao đổi với cô trong những khó khăn trong quá trình các bạn học văn, viết đoạn văn nghị luận xã hội, các bạn thường nói với cô là em không biết viết thế nào, em không biết viết như vậy có đúng không. Hãy bình tĩnh, đầu tiên hãy dùng lý trí của mình khắc nhớ cái công thức của cô giáo đưa ra, sau đấy hãy dùng con tim cảm xúc để đưa ra những lý lẽ thấu tình đạt lý và chạm tới trái tim của giám khảo. Như vậy học văn có gì là khó, đúng không nào? Vậy thì đó là cách viết đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ. Với nội dung bài giảng ngày hôm nay, cô đưa đến hai đề luyện tập về nhà. Các bạn hãy lưu ý làm hai đề luyện tập này và gửi cho giáo viên bộ môn để bổ sung vào điểm kiểm tra của các bạn trong quá trình các bạn nghỉ. Hai đề nghị luận xã hội này của cô cũng rất là cập nhật cái thời điểm hiện tại của chúng ta. Đặt đề bài thứ nhất, viết một đoạn văn ngắn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về vấn đề bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước dịch bệnh do virus corona gây ra. Đó là đề số 1. Đề bài số 2, hưởng lời kêu gọi của Bộ Y tế, hai hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là Hồng Anh Nhi và Khánh Vân đã cùng gia đình dơ cao khẩu hiệu chúng tôi sẽ ở nhà vì mọi người, we will stay at home for you, trình bày suy nghĩ của anh chị về khẩu hiệu trên qua một đoạn văn khoảng 200 chữ. Và lời cuối cùng, hãy làm bài và vì tổ quốc lúc này cần các bạn ở nhà, hạn chế ra những chỗ đông người và cố gắng ôn tập tốt môn ngữ văn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin cảm ơn.